ngày 19 tháng 4 năm 2021, nhằm ngày 8 tháng 3 Tân Sửu, dưới sự hướng dẫn của Hòa Thượng Thích Hạnh Niệm, chứng minh Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Quảng Nam, trụ trì Chùa Pháp Bảo, phường Minh An, thành phố Hội An, Chư Tăng Chùa Pháp Bảo đã trang nghiêm tổ chức lễ huý nhật cố Hòa Thượng Thích Trí Minh, nguyên trụ trì Chùa Pháp Bảo và chú nguyện rót đồng đúc tôn tượng Phật Bồ Tát. Hòa Thượng Thích Như Thọ trụ trì Tổ đình Vu Lan, thành phố Đà Nẵng, Hòa Thượng Thích Hạnh Chơn trụ trì Chùa Phổ Quang, thị xã Điện Bàn, Hòa Thượng Thích Hạnh Trí trụ trì Chùa Ân Triêm, huyện Duy Xuyên, Hòa Thượng Thích Như Phẩm trụ trì Chùa Long Tuyền, Hòa Thượng Thích Thiện Toàn trụ trì Chùa Thanh Hà, thành phố Đà Nẵng, Hòa Thượng Thích Hạnh Nhẫn trụ trì Chùa Minh Giác, Hòa Thượng Thích Đồng Mẫn trụ trì Tổ đình Chúc Thánh, Hòa Thượng Thích Hạnh Hoa trụ trì Tổ đình Phước Lâm, Ni trưởng Thích Nữ Hạnh Chơn trụ trì Chùa Bảo Thắng, Ni trưởng Thích Nữ Giải Thiện trụ trì Thiền tự Bảo Châu, thành phố Hội An, Ni trưởng Thích Nữ Hạnh Từ trụ trì Chùa Châu Phong, thị xã Điện Bàn, cùng chư tôn đức tăng ni và đông đảo đạo hữu Phật tử đồng về tham dự và chú nguyện. Đúng vào lúc 8:30, Chư Tăng Chùa Pháp Bảo đối trước Chư Tôn Hòa Thượng Tác Bạch cung thỉnh Chư Tôn Đức Quang Lâm Đàn Tràng, niêm hương bạch Phật, sái tịnh khuôn tượng và trì tụng Đại Bi Thần Chú. Tiếp đến, đội thợ đã rót đồng vào khuôn, đúc 6 tôn tượng Phật Di Đà, Phật Di Lạc, Bồ Tát Quán Thế Âm, Bồ Tát Đại Thế Chí, Đức Vi Đà Hộ Pháp, Đức Tiêu Diện Đại Sĩ và Tòa Sen Đức Phật Bổn Sư. Sau đó, Chư Tôn Đức Quang Lâm Đại Hùng Bửu Điện niêm hương tưởng niệm tụng kinh cầu siêu, cung tiến giác linh cố Hòa Thượng Thích Trí Minh, nguyên trụ trì Chùa Pháp Bảo và Đại Đức Thích Đồng Lộc Tân Viên Tịch. Được biết, Hòa Thượng Thích Trí Minh được cử về trụ trì Chùa Pháp Bảo từ năm 1954 cho đến năm 1971 Hòa Thượng Viên Tịch. Với 17 năm trụ trì, trải qua nhiều thăng trầm của lịch sử dân tộc và Phật giáo, Hòa Thượng đã tiếp nối ngọn đèn thiền, gìn giữ Chùa Pháp Bảo để có được ngôi Phạm Vũ huy hoàng như ngày nay.